my lord. We have located the new ring. Send the Nazgul. All of them. I know what you fear, Tali. Ở video trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về nguồn gốc và hành trình của tiên tộc. Mình sẽ tổng kết lại để cho mọi người dễ hiểu nhất về các dòng tiên. Có 4 dòng tiên chính, đó chính là Vanya, Nodor, Teri và Sivan. Bảng chia nhánh phía dưới còn có thêm vài nhánh của các dòng tiên khác nhau khi di chuyển đến các vùng khác, nhưng mình sẽ không nhắc đến để cho đỡ bị loạn, và mình sẽ nhắc đến ở một video khác khi đi tìm hiểu cụ thể sâu hơn về họ. Đây chỉ là tổng quát để có một cái nhìn cụ thể. Trong đó, Sivan là các tiên rừng ở lại trung địa mà không muốn sang thiên giới. Vanya và Nodor sang thiên giới sớm nhất, dòng Nodor cư ngụ ở kinh thành Tirion tại thiên giới, dòng Vanya thì ở Vanino cùng với các Vala. Dòng Teri thì chủ yếu chia làm hai nhánh, nhánh Teri sang được thiên giới thì ở tại hòn đảo cô đơn, nhánh Teri không sang được thiên giới thì họ ở lại trung địa, được gọi là dòng Shinda. Câu chuyện chính trong các phần truyện cũng như là trên phim xoay quanh tiên tộc Nodor về lại trung địa để chiến đấu chống lại chúa tể bóng tối. Ở đó sẽ có các Sivan và Shinda liên hệ trực tiếp, thì dòng Nodor trên phim chính là lãnh chúa Elrond và công nương Galadriel. Các Sivan hay là các tiên rừng chính là quân đội tiên tộc của vương quốc đất rừng và Lothlórien. Các Shinda chính là Thanduil và Legolas, họ được các tiên rừng bầu lên làm lãnh đạo cho họ. Tiên tộc Vanya, họ quay trở lại trung địa chỉ có một lần duy nhất, đó là tham gia giúp sức cùng với quân đội Valilo trong cuộc chiến thịnh nộ bắt giữ Meko. Tiên tộc Teri, họ vẫn thường xuyên giao thương qua lại với vương quốc Lumino của loài người. Tiên tộc là những con người có dáng cao, tai nhọn, họ rất nhanh nhẹn và linh hoạt, họ miễn nhiễm với mọi bệnh tật. Họ có hẳn một ngôn ngữ riêng để giao tiếp, khác với loài người. Các dòng tiên được phân biệt bằng màu tóc. Dòng Vanya hoàng gia có màu tóc màu vàng, dòng Teri tài năng có màu tóc màu bạc, dòng Nodor chiến binh thì là đen, bạc, vàng, vàng nâu, bởi họ hay đi kết hôn với các dòng tiên khác. Còn riêng cái trường hợp của bà thần này được đạo diễn thêm vào, ăn theo độ hot của Legolas thì chuối đừng hỏi. Vì tóc đỏ với tiên tộc là vô cùng hiếm, chỉ có duy nhất 5 người mới có màu tóc này, đó chính là vợ của Phenô, cha vợ Phenô và cùng với 3 người con trai của Phenô. Thế nên sẽ rất là vô lý khi có một tiên rừng lại có màu tóc này, và tất nhiên sẽ chẳng thể nào dính dáng với gia đình của Phenô được. Thứ làm cho tiên tộc nổi bật và quý giá hơn các chủng loài khác đó chính là sự bất tử. Cơ thể của họ không thể nào bị già đi khi trưởng thành. Sự bất tử đó thực chất là một sự bất tử đúng nghĩa về cả thể xác lẫn linh hồn. Bất tử về thể xác thì đơn giản là họ không thể nào bị già đi và họ sẽ không bao giờ bị chết già. Thế còn bất tử về linh hồn thì nghĩa là sao? Có nghĩa là sau khi tiên tộc họ bị chết bởi chiến tranh hay một thứ gì đó tác động khiến cho họ phải chết, thì linh hồn của họ sẽ được bay về cung điện Mendus, và nơi đó sẽ là nơi lưu giữ linh hồn của những người đã chết. Tại đây, họ sẽ được chờ đợi để tái sinh. Sự tái sinh đó phụ thuộc vào phán quyết của thần Vala Mendes, đấng định mệnh của Vala. Sự phán quyết đó được quyết định tùy thuộc vào profile của từng người. Họ có làm gì xấu xa, tội lỗi trong quá khứ hay không? Nếu họ là một người tốt, thì chắc chắn họ sẽ được tái sinh. Sau khi tái sinh, họ sẽ có diện mạo, tên, thậm chí là cả ký ức của kiếp trước luôn. Mình sẽ nói qua một chút về sự tái sinh của họ. Khi họ được tái sinh, họ vẫn sẽ trải qua một tuổi thơ như những đứa trẻ tiên bình thường khác. Những kỹ năng và kiến thức mà họ có sẽ chỉ thực sự được thức tỉnh khi mà họ đã trưởng thành hoàn toàn. Những ký ức sẽ mang đến niềm vui cho họ gấp bội. Kỹ năng và kiến thức cũng sẽ sâu sắc và thông thái hơn. Đặc biệt là những ký ức đau thương, tổn thương từ kiếp trước sẽ hoàn toàn bị mất. Đó quả thực là một sự tuyệt vời. Những tiên tộc khi được tái sinh sẽ có hai cuộc đời, hai ký ức, hai bố mẹ. Nhưng mà chưa thấy một thanh niên nào đen đến mức được tái sinh đến lần thứ ba cả. Sự tái sinh đó chỉ được dành cho những linh hồn đến với sảnh của Mendus. Những tiên từ chối lời mời của Mendus hay những tiên độc ác bị cấm sẽ thành những linh hồn không nhà, lang thang. Những linh hồn đói khát này có khả năng sẽ chiếm lấy một cơ thể sống nếu đánh bại được linh hồn của thân xác đó, hoặc là được sự đồng ý của vật chủ. Sauron cũng đã từng sử dụng cách thức này, và hắn đã còn dạy cho lũ thuộc hạ của mình nữa. Tiên tộc từng được tái sinh đó chính là Glorfindel, từng là một chiến tướng của vương quốc bí mật Gondolin. Khi mà Fëanor tấn công, vua Turgon bỏ mạng và Gondolin sụp đổ, Glorfindel đã chiến đấu để giúp cho những người sống sót có thể chạy thoát được. Glorfindel khi đó đã xiên chết một con Beorn và cùng với nó rơi xuống vực. Ông đã được gửi lại trong thời gian mà nhóm Istari cũng tới trung địa. Ông đến Rivendell để hợp sức với lãnh chúa Elrond.
chính ông đã đưa Frodo về với Rivendell, lùa các ma nhẫn ra bờ sông để cho Elrond xả lũ. Ở đây, mình cũng sẽ nói qua một chút về tình yêu của tiên tộc, để nhiều bạn đầu óc không được sáng cho lắm đỡ phải thắc mắc. Tiên tộc, họ quan niệm hôn nhân và tình dục là một. Họ sẽ nhanh chóng bị mất hứng thú với tình dục khi mà đã có con, thế nên trải qua mấy nghìn năm cũng chỉ có vài người con mà thôi. Họ cũng sẽ không bao giờ ly hôn và có nhiều cuộc hôn nhân. Loạn luân cũng là một điều cấm kỵ với họ. Tiên tộc kết hôn hầu hết khi họ còn đang trẻ, thường là ở tuổi thứ 50 của mình. Khi một đôi tiên tộc kết hôn với nhau, hai gia đình sẽ trao cho mỗi người một chiếc nhẫn bạc. Nếu không muốn hôn lễ được diễn ra, họ có thể trả lại nhẫn bạc để hủy kèo. Chiếc nhẫn sẽ bị nấu chảy chứ không được dùng lại lần nữa. Tuy vậy, nó hiếm khi được xảy ra vì tiên tộc không phạm sai lầm trong lựa chọn của mình. Họ luôn kiềm chế được sự ham muốn của thể xác, bản thân họ luôn tiết hạnh và kiên định. Khi một đứa trẻ tiên tộc được sinh ra thì ngay lập tức nó sẽ được đặt tên. Người cha có quyền đặt cái tên đầu tiên cho nó, nó được gọi là tên cha. Nhưng những đứa trẻ dòng Noldor thì lại có quyền lựa chọn thêm một cái tên riêng do mình lựa chọn. Điều đó sẽ được chấp thuận khi mà đứa trẻ đủ chín chắn để lựa chọn. Cả tên cha và tên chọn đều là tên thật của họ, nhưng tên cha thì sẽ được công khai, còn tên chọn thì khá là riêng tư nhưng lại không hẳn là bí mật. Đến kỳ thứ nhất, khi loài người đã được thức giấc thì đã có nhiều cuộc hôn nhân giữa tiên và người được diễn ra. Những đứa con của họ sẽ được gọi là con lai, và các Valar quy định những đứa con này bắt buộc phải lựa chọn số phận để trở thành một giống loài duy nhất. Khi chọn làm tiên thì họ sẽ được ban cho các đặc tính của loài đó. Còn họ đến đâu để thông báo lựa chọn ư? Ra ủy ban xã hoặc là phường để trình báo, đơn gửi cho các vị vua của vương quốc đó. Đức vua đó chấp nhận thì các vị thần cũng sẽ biết. Điểm nhận biết của những người con lai cũng khá là dễ dàng, bằng mắt thường khi nhìn vào tai hay là mắt của họ. Tai của họ sẽ hơi nhọn và mắt của họ cũng sẽ hơi nghiêng. Những người con lai tiêu biểu nhất chính là Elrond và Elros. Elrond lựa chọn làm tiên và về vương quốc Lindon của đại đế Galgala, còn Elros lựa chọn làm người và trở thành vị vua đầu tiên của Numenor. Tuy nhiên, tuổi thọ của Elros cũng rất là cao, khoảng hơn 500 năm. Nhưng cần phải nói ở đây một điều, đó chính là khả năng bất tử của tiên tộc tại Trung Địa đã không còn được trọn vẹn khi mà Meko tác động vào thế giới. Họ bắt buộc phải đi về thiên giới, dưới sự bảo hộ của các vị thần thì họ mới có được sự bất tử trọn vẹn. Những tiên tộc vẫn ở lại Trung Địa đến kỳ thứ 3 là vì năng lực của ba chiếc nhẫn sức mạnh. Chúng giúp trì hoãn thời gian lão hóa của họ, nên khi nhẫn chúa bị tiêu hủy, toàn bộ tiên tộc phải di chuyển về thiên giới thì mới có được sự bất tử. Còn về quyền năng mà tiên tộc họ có được, đa phần là những thành viên hoàng tộc của các dòng tiên. Họ sẽ được sự chỉ dạy trực tiếp từ các vị Valar, thế nên những quyền năng và kiến thức của họ cũng không kém gì các Maia. Thậm chí, trong các cuộc chiến với các vị thần, họ có thể trụ vững trong một thời gian dài. Đặc biệt là dòng Noldor, các hoàng tử của dòng Noldor là Fëanor, Fingolfin và Finarfin đều là các đệ tử xuất sắc nhất của các vị Valar. Cả những người con của họ cũng được sự chỉ dạy. Thế nên, những vị vua tiên tộc dòng Noldor khi sang Trung Địa, họ luôn có sức mạnh để đấu tranh với các phe bóng tối. Còn các nhánh tiên không sang thiên giới, họ vẫn có quyền năng nhất định, chỉ là không mạnh mẽ hẳn như là tiên tộc của thiên giới. Xuất phát từ việc họ vẫn được tiếp xúc với các vị thần, đặc biệt là Elwen, thủ lĩnh đầu tiên của tiên tộc Teeri. Ông chính là đích vua Thingol của Dondria, vợ của ông là Media, chính là một Maia. Galadriel khi sang Trung Địa cũng đã kết thân với nữ hoàng Media và học được từ bà rất nhiều phép thuật. Nhưng những tiên tộc có quyền năng chủ yếu lại xuất phát từ kỳ thứ nhất. Họ rất nhiều, nhưng đa phần đều tử trận trong các trận chiến với phe bóng tối. Thế nên, đến kỳ thứ 3, chỉ còn lại một số ít tiên tộc có khả năng sử dụng được phép thuật, và quyền năng của họ cũng hiếm khi sử dụng. Chúng ta chỉ còn thấy quyền năng trong chiến đấu của lãnh chúa Elrond và nữ hoàng Galadriel, còn lại chủ yếu là quyền năng chữa lành vết thương, thứ được sử dụng khá là phổ biến. Khác với loài người, khi binh lính được chia thành các binh đoàn riêng biệt như là bộ binh, kỵ binh hay là cung thủ được đào tạo theo từng chuyên môn nhất định, thì với tiên tộc, các chiến binh đòi hỏi phải thích ứng với bất kỳ yêu cầu tác chiến nào, họ phải sử dụng thành thạo được tất cả các loại vũ khí. Nhưng mà với khả năng quan sát nhanh nhạy và cơ thể linh hoạt, cung tên và kiếm là hai loại được tập luyện và sử dụng phổ biến nhất. Còn về vũ khí của tiên tộc thì kiếm của họ thường được làm bằng thép đen, và dòng Noldor là những bậc thầy trong việc tạo ra những thanh kiếm tinh xảo. Mặc dù thép đen cũng chỉ là một loại khoáng sản thông thường, không quá khó kiếm và bất kỳ tộc nào cũng thể rèn vũ khí từ nó. Nhưng chỉ với những tiên tộc Noldor mới có bí kíp luyện kim để những thanh kiếm tạo ra không bao giờ bị han gỉ hay là gãy vỡ dù bị chôn vùi hàng nghìn năm. Còn về cung tên,
Mạnh nhất chắc chắn sẽ là các tiên rừng. Cuộc sống trong rừng đòi hỏi họ phải có những vũ khí để tiêu diệt kẻ thù hay là con mồi từ xa. Cung tên có thể chế tạo từ nhiều loại gỗ khác nhau, nhưng mà thông thường cây Maloy sẽ được sử dụng nhiều nhất. Đây là một loại đại thụ khổng lồ, đến nỗi tiên rừng thường làm nhà trên đó để sinh sống. Lotharen chính là một thành phố vĩ đại được làm trên loại cây này. Cung từ cây Maloy thường to, dài và có lực đàn hồi cực tốt. Về áo giáp và khiên, phần lớn chúng được chế tác và học hỏi theo cách làm của người lùn. Vì sự rắn chắc thì chẳng có chủng tộc nào so sánh được với họ cả. Dù vậy, giáp của tiên tộc thường được trang trí đẹp mắt hơn thay vì xám xịt như của người lùn, nên khi nhìn vào rất là nổi bật. Nên vì vậy, ít ai nhìn ra điểm tương đồng giữa hai bộ giáp của hai tộc. Vào thời kỳ hoàng kim của Moria, khi Mithi còn nhiều, thậm chí khi chế tạo áo giáp, người lùn còn pha một chút vật liệu cứng nhất trung địa này vào và tặng cho tiên tộc. Tuy vậy, sau cuộc chiến với Sauron, khi mà Sauron tấn công và tiêu diệt được vương quốc Aragorn của Celebimbo để truy tìm tung tích những chiếc nhẫn, thì phần lớn những bộ giáp này đều đã bị tiêu hủy. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith bound together in death crafted the one thing. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group chúa nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của chúa nhẫn. Xin chào.